Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn kênh truyền hình BRT để đón nhận thông tin thời sự. Chúc quý vị đón một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, nhằm giúp cho người tiêu dùng nhận diện lựa chọn được thực phẩm sạch, đến nay Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng 17 chuỗi thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, con số trên mới chỉ dừng lại ở mức một vài hộ kinh doanh cá thể, chứ chưa được phổ biến nhân rộng. Gõ cửa ngày mới sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị những điểm đến lý tưởng trong mùa du lịch hè, giúp du khách dịu bớt cái bức bối nóng nực của thời tiết, thỏa sức tận hưởng những khoảnh khắc nghỉ dưỡng vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Mô hình tổ phụ nữ làm công tác đền ơn đáp nghĩa, hội phụ nữ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ sẽ là câu chuyện được giới thiệu trong tiểu mục Ai thế nào vì sao hôm nay. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ điểm lại những thông tin đã được cập nhật trong 24 giờ qua. Cẩn trọng khi giao dịch tại ATM. Hành trình đỏ 2018 dự kiến tiếp nhận 30.000 đơn vị máu. Bà Rịa Vũng Tàu triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và công bố chỉ dẫn địa lý hồ tiêu Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, nhằm khắc phục các hạn chế của nền tảng công nghệ cũ, nâng cấp thêm các tính năng mới về nội dung của cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tối ưu hóa tài nguyên hệ thống và tăng cường bảo mật an ninh an toàn, Bộ Công an đã cho ra mắt giao diện mới cổng thông tin điện tử sau gần 2 năm nâng cấp hệ thống cũ. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ấn nút khai trương và phát biểu chỉ đạo. Cổng thông tin điện tử mới của Bộ Công an được phát triển trên nền tảng công nghệ cổng thông tin điện tử hiện đại nhất hiện nay nhằm đảm bảo việc đáp ứng tốt các yêu cầu về chức năng và việc phát triển lâu dài cũng như khả năng tích hợp xuyên suốt các hệ thống hiện có và tương lai của Bộ Công an. Đây là kênh thông tin chính thống để kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, độc hại từ các nguồn tin không chính thống. Là đầu mối thông tin truyền thông của các cơ quan báo chí, tháng 8 năm 2010, cổng thông tin Bộ Công an chính thức ra mắt và hòa vào mạng Internet. Tuy nhiên, do được phát triển trên nền tảng công nghệ cũ, nên qua thời gian đã bộc lộ những hạn chế. Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng cấp cổng thông tin điện tử hoạt động trên mạng Internet sau gần 2 năm hoạt động đã hoàn thành. Toàn bộ hệ thống của trang thông tin Bộ Công an đều được triển khai với độ bảo an toàn cao, tức là tất cả đều được nhân đôi với số lượng về máy chủ cũng như là các hệ storage. Về bảo mật thì chúng tôi cũng phối hợp với cả Bộ Công an thì cũng đưa ra những cái công nghệ bảo mật cao nhất. Phát biểu tại lễ ra mắt, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cổng thông tin điện tử tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao các địa phương chỉ đạo các bảo tàng, ban, trung tâm quản lý di tích trên địa bàn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích. Theo đó, các đơn vị cần rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp, kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức bảo tàng, ban trung tâm quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan. Thưa quý vị, gần đây trên Internet xuất hiện khá nhiều video về tình trạng một số đối tượng gắn các thiết bị ăn trộm thông tin tại cây ATM của ngân hàng. Điều đáng nói là thao tác này được thực hiện rất nhanh, trong vòng từ 15 giây cho đến 1 phút thôi, rất khó để ngân hàng phát hiện. Chính vì vậy, khi thao tác giao dịch tại ATM, khách hàng nên quan sát 3 vị trí để tránh những thiết bị gian lận này. Chỉ trong 15 giây, một đối tượng đã gắn xong thiết bị theo dõi thông tin tại cây ATM. Thiết bị này sẽ ghi lại thông tin trên thẻ như số thẻ, tên chủ thẻ và ghi lại mã PIN. Từ thông tin này, kẻ gian sẽ làm thẻ ATM giả để rút tiền. Hình thức tấn công này có tên là skimming. Để tránh bị ăn cắp thông tin khi giao dịch ATM, khách hàng cần quan sát 3 vị trí khi giao dịch. 1. Quan sát khe nhét thẻ. Dừng giao dịch khi khe quẹt thẻ, đầu đọc thẻ bỗng dưng dài hơn mọi khi, thẻ nhét vào khó khăn hơn hoặc có gì đó lồi ra. Đầu đọc cũng có dấu hiệu bị tháo gỡ, can thiệp từ bên ngoài.
2. Quan sát bàn phím, dừng giao dịch khi bàn phím có vẻ dày hơn bình thường, âm phát ra lạ hoặc khó nhấn. 3. Quan sát nóc thùng ATM, dừng giao dịch khi chỗ chỉ xuống bàn phím có camera hay thiết bị lạ. Nếu có sự bất thường, nên báo ngay với ngân hàng và đặc biệt luôn dùng tay che khu vực bàn phím bấm mã PIN. Tháng 6 này sẽ diễn ra nhiều sự kiện hiến máu tình nguyện, mà điểm nhấn chính là Hành Trình Đỏ, chương trình hiến máu lớn nhất trong năm. Với thông điệp kết nối dòng máu Việt, Hành Trình Đỏ 2018 dự kiến tiếp nhận 30.000 đơn vị máu sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 tại 26 tỉnh, thành phố. Trong đó, nhiều địa phương triển khai ngày hội hiến máu tại các huyện nhằm lan tỏa hiệu ứng của Hành Trình Đỏ đến đông đảo người dân, tạo cú hích truyền thông về hiến máu tình nguyện. Qua 5 năm tổ chức, Hành Trình Đỏ là chiến dịch lớn trong năm, tiếp nhận 120.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè, mang lại sự sống cho hàng ngàn người bệnh cần truyền máu. Không còn đủ thời gian để công nghiệp ô tô Việt Nam cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài. Song cũng có ý kiến cho rằng, dù rất khó nhưng nếu mà cố gắng và quyết liệt, công nghiệp ô tô Việt Nam vẫn còn cơ hội. Đây chính là nội dung bàn thảo tại Hội thảo quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ kết nối cung cầu phục vụ cho sản xuất và lắp ráp xe ô tô, thương mại và chuyên dụng tại Việt Nam do Cục Công nghiệp Bộ Công Thương tổ chức. Nhìn lại giai đoạn vừa qua, công nghiệp ô tô Việt Nam chưa đạt được mục tiêu cả về tham gia chuỗi cung ứng thị trường thế giới, cũng như việc tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm trong nước do dung lượng thị trường vốn nhỏ, thiếu trình độ nhân lực, thiếu liên kết và yếu trong khâu chuyển giao công nghệ. Và cái thách thức nhất đó là cái cách để tiếp cận, đó là nâng cao cái năng lực và cái nhận thức của cái đội ngũ cán bộ nhân viên, cũng như là cái việc là có những cái trang thiết bị phù hợp để có thể đáp ứng được những cái đòi hỏi về cái sản phẩm chất lượng cao với cái năng suất cao và cái giá thành chi phí thấp. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển ngành thì chiến lược phát triển đến năm 2020, công nghiệp ô tô Việt Nam phải hình thành các chuỗi sản phẩm ô tô và tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, hướng đến một số các dòng sản phẩm chính là ô tô dưới 9 chỗ ngồi, cũng như các ô tô tải và ô tô phục vụ cho các nhu cầu vận chuyển trong sản xuất và sinh hoạt. Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt được quy mô sản xuất chế tạo trong nước chiếm từ 30 đến 40% dòng xe dưới 9 chỗ ngồi. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần ưu tiên bằng các chính sách, cơ chế thuế phù hợp và ưu đãi để hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn với những dự án có quy mô, tạo ra hiệu quả và sức lan tỏa. Tổ chức xếp hạng Quarterly Simon, gọi tắt là QS của nước Anh, đã chính thức công bố kết quả xếp hạng top 1.000 đại học xuất sắc nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng này có hai trường đại học của Việt Nam là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong 85 trong tổng số 197 quốc gia được xướng tên, lần đầu tiên Việt Nam hiện diện với sự góp mặt của hai đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 701 đến 750 và Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 801 đến 1000. Kết quả này khẳng định chất lượng và uy tín đào tạo, nghiên cứu của hai đại học quốc gia của Việt Nam đã hội nhập sâu với quốc tế, được các nhà khoa học và tuyển dụng trên thế giới biết đến và thừa nhận nhiều hơn. Các công trình nghiên cứu cũng được trích dẫn cao hơn, có tầm ảnh hưởng rộng hơn. QS World đưa ra bản đánh giá bằng cách phân tích hơn 97 triệu trích dẫn từ 14 triệu bài báo trên hệ thống Scopus, tiếp nhận phản hồi từ 1,2 triệu học giả và 200.000 doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu để xác định các trường đại học xuất sắc nhất về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Tiếp tục chương trình là những tin tức thời sự trong tỉnh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và công bố chỉ dẫn địa lý hồ tiêu Bà Rịa Vũng Tàu. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng Nông thôn mới Trung ương, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa Công nghệ. Về phía tỉnh có ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang hiện đại, đời sống người dân được nâng cao. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 20 trên 45 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đạt 51% mức đạt chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng một người một năm, tăng trên 25 triệu đồng so với trước khi xây dựng nông thôn mới.
Theo kế hoạch thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2020 có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 37 xã, triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí của Trung ương. Có 3 trên 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Long Điền, Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa. Giai đoạn này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống người dân nông thôn, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới đến năm 2020 đạt 59 triệu đồng một người một năm trở lên. Để hoàn thành nhiệm vụ do tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh giao và phù hợp với các quy định của Trung ương, đề nghị các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã xây dựng nông thôn mới khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Thứ hai, rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện chương trình một cách hiệu quả, có các cơ chế thích hợp và đủ mạnh để thực hiện việc khuyến khích và ứng dụng khoa học công nghệ, quy động nguồn lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn. Thứ ba, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, phù hợp với tinh thần thực tiễn tại các địa phương, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 giai đoạn 2018-2020, ông Trần Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Nông thôn mới Trung ương đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần nghiên cứu các giải pháp triển khai để nâng cao ý thức người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Những tiêu chí nông thôn mới phải hướng đến sự bền vững thực tế. Nhận thức là cả hệ thống chính trị, các ban chỉ đạo chúng ta phải quyết tâm là kiên trì và chủ động sáng tạo chúng ta thực hiện. Cái phát triển kinh tế gắn với du lịch. Chúng ta vừa phát triển mỗi xã sản phẩm thì nhưng mà gắn với du lịch để giúp các cái địa phương vùng khó khăn nhưng lại có những cái lợi thế về du lịch để tạo việc làm, tăng thu nhập người dân. Và Bà Rịa chúng ta cũng có rất nhiều lợi thế đó, rất cần quan tâm. Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố và các hội đoàn thể, lực lượng vũ trang đã ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã công bố quyết định chỉ dẫn địa lý đối với hồ tiêu Bà Rịa Vũng Tàu và trao chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp gồm bưởi da xanh sông xoài, thanh long bông trang xuyên mộc và chả cá Phước Hải Đất Đỏ. Trong 4 tháng đầu năm 2018, thì ngành tôm có tốc độ tăng trưởng khá với kim ngạch xuất khẩu sấp xỉ 1,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong tháng 5, giá tôm nguyên liệu lại giảm sâu, gây tâm lý hoang mang trong người nuôi và có thể ảnh hưởng đến kế hoạch xuất khẩu năm 2018. Trước tình trạng giá tôm thẻ nguyên liệu giảm sâu, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiến nghị một số giải pháp để phát triển bền vững sản xuất xuất khẩu tôm Việt Nam. Qua tìm hiểu các nguồn thông tin của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Trung Quốc đang chuyển qua mua nhiều hơn tôm Ấn Độ và Ecuador, mà theo họ là cỡ tôm lớn và giá rất rẻ. Do đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam kiến nghị chính phủ có biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất tôm Ấn Độ và Ecuador qua cảng Hải Phòng để vào Trung Quốc, nhằm hạn chế tối đa tình trạng gian lận thương mại, ổn định tình hình xuất khẩu tôm sang Trung Quốc trong thời gian tới. Để chia sẻ khó khăn với người nuôi tôm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng, ngoài việc động viên các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ tốt, các đơn vị cung ứng tôm giống, thức ăn, chế phẩm nuôi tôm cần xem xét để giảm giá cho người nuôi, đồng thời đề xuất chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có các chính sách hỗ trợ nhằm động viên các nhà cung cấp đầu vào có cơ chế mua bán cùng chính sách giá cả phù hợp cho người nuôi, giúp người nuôi vượt qua các khó khăn hiện nay và ổn định giá thành nuôi tôm trong tương lai. Thưa quý vị, khoảng một tháng nay thì giá tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh liên tục lao dốc xuống với mức thấp nhất từ trước đến nay, chỉ còn khoảng từ 70.000 đến 100.000 đồng một ký, giảm từ 30 đến 40% so với đầu năm 2018. Trong khi đó, thức ăn thủy sản lại vừa có đợt tăng giá khiến người nuôi tôm gặp khó khăn chồng chất. Những năm trước, giá tôm thẻ chân trắng khoảng 140.000 đồng một kg, bình quân 1 hectare một năm, người nuôi lãi trên 1 tỷ đồng. Nhưng hiện giá tôm đã chạm đáy, dịch bệnh nhiều, năng suất thấp nên người nuôi đang thua lỗ hoặc chỉ huề vốn.
Bên cạnh đó, những năm gần đây, do độ mặn của nguồn nước thấp, người nuôi buộc phải thả tôm giống với mật độ thưa hơn, chỉ bằng một nửa so với mức thả bình quân mọi năm. Việc con giống không đảm bảo chất lượng cũng ảnh hưởng lớn đến năng suất chất lượng tôm. Để việc nuôi tôm đảm bảo ổn định, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh khuyến cáo người nuôi nâng cao nhận thức về kiểm dịch, như yêu cầu đơn vị cung cấp giống phải có đầy đủ giấy kiểm dịch, xét nghiệm con giống đạt chuẩn. Thống kê của Ban Quản lý chợ Bà Rịa, mỗi ngày có khoảng 30 tấn trái cây tập kết về chợ và phân phối ra các chợ khác trong tỉnh. Trái cây chủ yếu được nhập về từ các tỉnh miền Tây chiếm khoảng 20 tấn, số còn lại là trái cây trong tỉnh chỉ chiếm chưa tới 10 tấn. Một số tiểu thương chuyên kinh doanh ngành hàng trái cây tại chợ Bà Rịa cho biết, trái cây của Bà Rịa Vũng Tàu thu hoạch theo mùa vụ, dẫn đến tình trạng có lúc có thì rất nhiều, nhưng qua mùa thì không còn hàng, cung cấp không ổn định. Đã vậy, giá trái cây đặc sản của Bà Rịa Vũng Tàu đắt hơn nhiều so với trái cây của các tỉnh như mãng cầu, nhãn. Còn các loại trái cây khác không thể ngon hơn trái cây của các tỉnh khác. Bây giờ ở Bà Rịa Vũng Tàu thì chỉ có mãng cầu thôi. Chứ còn nếu mà so ra bưởi ở đây không ngon bằng bưởi miền Tây. Bưởi miền Tây ngon hơn. Thanh long ở đây cũng ngon bằng thanh long Phan Thiết. Nhãn xuông thì ở đây ngon hơn. Nó tùy theo mặt hàng thôi. Giá cả thì bây giờ nếu mà đầu mùa thì nó mắc, mà tới lúc rồi thì nó rẻ. Ở Xuyên Mộc có, Long Khánh có, miền Tây có, là tất cả nguồn ở vườn đây cũng nhiều, mà cũng có số hàng ở chợ đầu mối đem về. Vì bây giờ cắt cả chỗ mình đem ra đầy ngay hết, làm sao mà tiêu thụ cho hết. Khảo sát tại các chợ Long Điền và chợ Đất Đỏ, trái cây của Bà Rịa Vũng Tàu cũng chiếm rất ít so với mặt bằng chung của ngành hàng trái cây. Mặc dù đây là thị trường nông thôn có rất nhiều lợi thế, tiềm năng để tiêu thụ nông sản của địa phương. Rõ ràng, ngay trên sân nhà, trái cây của Bà Rịa Vũng Tàu vẫn bị lép giấy. Cái bữa Tân Thành và bữa ở Long Khánh, á, cái da của nó dày, chua mà không có hột, nó có hột. Còn cái bữa ở Cần Thơ về, á, nó vừa mỏng, vừa ngọt, giòn, khách hàng nó khoái ăn. Cho nên tụi con lấy mình đó. Còn cái cam á, thì cam ấy thì nó quá dày vỏ, và cắt ra nó không có vàng được. Phải lấy cam Cần Thơ về, vừa mỏng, vừa ngọt, vàng được đó chị. Cái lý do như vậy thôi, chứ còn miếng mà đi ngon mà mấy thì đem ngon hơn. Tại vì cái nó không giỏi của nó, khách hàng không chịu ăn được. Tại vì thấy bán đồ á, lấy đồ với miền Tây á, thì nó ngon hơn, nó dễ bán mà ăn nó cũng ngọt hơn. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay diện tích trồng cây ăn trái trên toàn tỉnh khoảng hơn 8.000 hecta, sản lượng mỗi năm khoảng 70.000 tấn. Các loại trái cây đặc trưng của Bà Rịa Vũng Tàu là sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bơ, mã cầu. Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch vùng chuyên canh nên trái cây chỉ có theo mùa vụ và không đa dạng. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, nhà vườn không thể chen chân vào phân phối tại các chợ đầu mối, siêu thị. Thiết nghĩ, ngoài việc cần có giải pháp đồng bộ để vừa giúp nông dân tìm được đầu ra ổn định cho nông sản, tăng thu nhập, các ngành chức năng cần quy hoạch vùng chuyên canh để trái cây của Bà Rịa Vũng Tàu tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ngay tại thị trường tỉnh nhà. Thưa quý vị, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp cách mạng. Nhiều mô hình chăm lo cho gia đình chính sách ra đời, góp phần cùng với đảng và nhà nước thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Với mục đích cao cả đó, Hội Phụ nữ xã Phước Hội huyện Đất Đỏ khởi xướng mô hình tổ phụ nữ làm công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần động viên tinh thần giúp gia đình các mẹ vợ liệt sĩ giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, sống vui khi tuổi xế chiều. Mô hình tổ phụ nữ làm công tác đền ơn đáp nghĩa của Hội Phụ nữ xã Phước Hội huyện Đất Đỏ đã có những hoạt động thế nào? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Đây là một buổi thăm hỏi chăm sóc gia đình các mẹ, vợ, liệt sĩ của Tổ phụ nữ làm công tác đền ơn đáp nghĩa, Hội Phụ nữ xã Phước Hội huyện Đất Đỏ. Các thành viên trong tổ chia nhau mỗi người mỗi việc, người hỏi han, xoa bóp chân tay, người kiểm tra huyết áp, kê thuốc và dặn cho con cháu trong gia đình cách chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống cho các mẹ. Các mẹ, vợ, liệt sĩ hiện đã tuổi cao sức yếu, nên ngoài việc được con cháu chăm sóc, được các thành viên trong tổ đến thăm chăm sóc, các mẹ đều cảm thấy ấm lòng. Nay là bà 96 tuổi rồi, mấy cô phụ nữ cũng hàng tháng quý đến thăm mẹ em. Mẹ em rất cảm ơn và cũng nhờ phụ nữ ở xã đến thăm mẹ. Tôi là dâu Nguyễn Thị Cúc, chăm sóc cho bà và con gái. Ở đây lo cho bà và nhờ chị em phụ nữ
tới giúp đỡ tận tình, cho quà, rồi chăm sóc cho bà, rồi nhờ các xã ấp, rồi tới phục vụ cho bà, lo lắng cho bà ba ngày Tết, quà cáp. Xã Phước Hội huyện Đất Đỏ có gần 300 gia đình chính sách, trong đó có 24 gia đình có đối tượng là vợ mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh neo đơn. Từ năm 2012, bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương qua việc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình chính sách và người có công, Hội Phụ Nữ xã Phước Hội đã phát động và duy trì mô hình tổ phụ nữ làm công tác đền ơn đáp nghĩa. Ban đầu tổ chỉ có 5 thành viên tham gia. Qua thời gian nhận được sự ủng hộ của hội viên và người dân, mô hình đã được mở rộng đến 4 ấp với 35 thành viên. Ngoài các hoạt động thăm hỏi tặng quà để chăm sóc sức khỏe cho các mẹ, hội còn chủ động kết hợp với trạm y tế xã Phước Hội đến tận nhà thăm khám sức khỏe cho các mẹ tuổi cao sức yếu hàng tháng, hàng quý và khi các mẹ trở bệnh đột xuất. Ban đầu thì chỉ có những chị em trong ban chấp hành, nhưng sau đó thì cũng được tất cả những chị em hội viên phụ nữ là đồng tình hưởng ứng. Là trước đây thì những có những mẹ là có cái hoàn cảnh khó khăn về gia đình thì các chị cũng đã là tự là đến để mà chăm sóc như quét dọn rồi nấu ăn giúp cho các mẹ. Còn lại sau này thì những mẹ dưới cái điều kiện gia đình các mẹ thì có người thân chăm sóc rất là tốt, thì chị em chỉ là định kỳ hàng quý hoặc giả là lễ Tết gì đó thì mới đi thăm hỏi mấy mẹ mấy chị, qua đó để nghe, để cho tất cả chị em phụ nữ biết được là mình làm cái công tác này là mình ghi nhớ những cái công ơn của những người đã hy sinh là cho đất nước, cho quê hương. Rồi các chị qua đó các chị cũng học tập được những cái gương này để các chị là áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, là giúp đỡ những người có khó khăn. Rồi là tất cả bây giờ là chị em đều là đồng tình hưởng ứng với lại cái phong trào mà hội đã đề ra. Những việc làm thiết thực của tổ phụ nữ làm công tác đền ơn đáp nghĩa của Hội Phụ Nữ xã Phước Hội huyện Đất Đỏ không chỉ góp phần động viên tinh thần giúp các mẹ sống vui khi tuổi xế chiều, mà còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn, giáo dục thế hệ trẻ đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Những thông tin quốc tế trong bản tin Thế giới 360 độ sáng nay sẽ tiếp tục chương trình ngày mới. Các nước Balkan kêu gọi ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư mới. Nhóm xúc tiến thành lập văn phòng liên lạc liên triều của Hàn Quốc thăm khu công nghiệp Gyeongsang. NASA phát hiện sự sống trên sao Hỏa. Thưa quý vị, hôm qua các nước khu vực Balkan đã cam kết sẽ phối hợp cùng nhau để ngăn chặn việc tái diễn tình trạng dòng người di cư ồ ạt từ Bắc Phi và Trung Đông sang châu Âu trong năm 2015. Động thái này đã được các quan chức an ninh thuộc khối Balkan đưa ra tại cuộc họp diễn ra tại Bosnia. Cuộc họp lần này nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với tình trạng dòng người di cư đang gia tăng dọc tuyến đường mới kéo dài từ Hy Lạp qua Albania, Montenegro và Bosnia sang Croatia và Tây Âu. Trong năm 2018, hơn 5.500 người tị nạn và di cư từ châu Âu và Bắc Phi đã tới Bosnia thông qua tuyến đường này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Slovenia, Bostian Sefic, tình hình hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát, song đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan cảnh sát ở tất cả các quốc gia. Đặc biệt cần chú ý tới những kẻ buôn người, khi hơn 80% trong số những người này đến từ khu vực Balkan. Nhóm xúc tiến thành lập văn phòng liên lạc liên triều ở khu công nghiệp Liên Triều Gyeongsang của Hàn Quốc đã tới khu công nghiệp này để kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất vào hôm qua 8 tháng 6. Nhóm xúc tiến gồm 14 người do Thứ trưởng Thống nhất Jun Hae-sung dẫn đầu và các quan chức phụ tổng thống, công ty lữ hành Hyundai Asan, công ty viễn thông KT và đại diện của Quỹ hỗ trợ khu công nghiệp Liên Triều Gyeongsang. Ông Jun Hae-sung cho biết việc thành lập văn phòng liên lạc liên triều là biện pháp đầu tiên nhằm thực hiện tuyên bố bằng môn điếm và làm một bước đi ý nghĩa để phát triển quan hệ Nam Bắc một cách bền vững. Nhóm xúc tiến sẽ tiến hành kiểm tra một cách chặt chẽ các cơ sở vật chất liên quan để có thể nhanh chóng mở cửa văn phòng này. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, nhằm tránh nguy cơ phá sản, tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc đã phải nộp phạt 1 tỷ đô la Mỹ và trong vòng 30 ngày phải thay ban giám đốc điều hành hiện tại sau khi Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Washington. Ngoài ra, hãng này còn phải nộp một khoản tiền cọc 400 triệu đô la Mỹ và sẽ bị chính phủ Mỹ thu khoản tiền này trong trường hợp vi phạm các điều khoản trong tương lai. Mỹ cũng có thể sẽ áp đặt trở lại lệnh cấm ZTE nhập khẩu linh kiện của Mỹ trong 10 năm nếu hãng này tái phạm.
ZTE đã buộc phải đình chỉ các hoạt động kinh doanh chính trên toàn thế giới sau khi Bộ Thương mại Mỹ hồi giữa tháng 4 vừa qua cấm các công ty của Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho hãng viễn thông Trung Quốc này trong vòng 7 năm do nhiều lần tái phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên và Iran. Cơ quan vận tải Liên bang Đức cho biết nhà chức trách nước này đã ra lệnh thu hồi hàng chục ngàn xe ô tô do Audi, công ty con của Volkswagen, sản xuất do cài đặt phần mềm bất hợp pháp nhằm che giấu lượng khí thải độc hại. Người phát ngôn cơ quan vận tải Liên bang Đức nêu rõ, cơ quan này đã yêu cầu gỡ bỏ các thiết bị bất hợp pháp và sửa chữa số xe sử dụng những thiết bị này theo đúng quy định. Khoảng 60.000 xe Audi A6 và A7 chạy bằng diesel tại Liên minh châu Âu bị ảnh hưởng bởi lệnh thu hồi trên, trong đó có 33.000 xe tại Đức. Công ty thuốc và hóa chất nổi tiếng nước Đức Bayer vừa thông báo đã hoàn tất giao dịch mua lại Monsanto sau khi nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan chức năng. Đây được xem là thương vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử của công ty, giúp tăng gấp đôi quy mô kinh doanh mảng nông nghiệp của hãng này. Trước đó, tháng 5 năm 2016, Bayer đã đề nghị tiếp quản tập đoàn nông nghiệp Monsanto của Mỹ với giá 62 tỷ đô la Mỹ nhằm xây dựng công ty cung cấp hạt giống thuốc trừ sâu và cây trồng biến đổi gen lớn nhất thế giới. Bản tin Thế giới 360 độ sáng nay sẽ tiếp tục với những thông tin về khoa học, văn hóa và giải trí. Trong buổi họp báo diễn ra vào hôm qua tại trụ sở chính ở Washington DC, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, robot thăm dò Curiosity đã tìm ra một hợp chất được cấu thành từ carbon gọi là phân tử hữu cơ, dấu hiệu cho thấy con người có thể xây dựng một cuộc sống trên sao Hỏa. Dữ liệu mới nhất của Curiosity cho thấy, khoảng 3,5 tỷ năm trước, một hồ nước đầy đã từng lấp đầy miệng núi lửa Kelpreister của sao Hỏa chứa các phân tử hữu cơ phức tạp. Những dấu vết của chúng vẫn được bảo quản trong các loại đá lưu huỳnh có nguồn gốc từ trầm tích hồ. Có vẻ như lưu huỳnh đã giúp bảo vệ các chất hữu cơ ngay cả khi những tảng đá bị phơi nhiễm trên bề mặt với các chất phóng xạ và chất tẩy như perchlora. Em gái của nữ hoàng Hà Lan, Massima, đã qua đời do tự sát tại nhà riêng ở thủ đô Argentina. Hoàng gia Hà Lan cho biết nữ hoàng Massima, người gốc Argentina, đã rất sốc và đau buồn về cái chết của em gái, Ines Zurrueta, 33 tuổi. Cô Zurrueta từng là phụ dâu tại đám cưới của chị mình với thái tử Hà Lan, William Alexander, vào năm 2002, và hiện là mẹ đỡ đầu con gái út của cả hai công chúa, Ariane, 11 tuổi. Hôm qua, Mỹ đã trao lại cho Tây Ban Nha bản sao bức điện cổ thông báo đã tìm ra châu Mỹ của nhà thám hiểm Christopher Columbus sau nhiều năm thất lạc. Như vậy, sau nhiều năm nằm trong tay người Mỹ, bức điện đã trở về với quê hương của nhà hàng hải vĩ đại nhất thế giới. Bức điện cổ thông báo đã tìm ra châu Mỹ của Christopher Columbus được in ra năm 1493. Vài tháng sau khi Columbus và hạm đội gồm 3 tàu của mình cập bờ vùng đất mới vào tháng 10 năm 1492. Bản sao được đại diện Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia trao trả cho Đại sứ Tây Ban Nha tại Mỹ là một trong 16 bản sao từng được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Catalonia, nhưng đã bị mất cắp nhiều năm trước cùng một số cuốn sách cổ của thư viện này. Hãng Warner Bros. Cho biết sẽ ra mắt album mới bao gồm những bản thu âm và các ca khúc nổi tiếng một thời của ca sĩ kim nhạc sĩ Prince, biểu tượng nhạc pop nổi tiếng của nước Mỹ. Theo đó, album mang tên Piano and a Microphone 1983 của Prince sẽ tái hiện lại các ca khúc 17 Days, A Case, Straight Relationship, International Lover. Theo một format hoàn toàn mới, album này sẽ được ra mắt vào ngày 21 tháng 9 nhân lần sinh nhật thứ 60 của Prince. Một thị trấn ở thành phố Devon của Anh đã chuyển đổi chiếc bốt điện thoại màu đỏ truyền thống thành hộp đêm nhỏ nhất thế giới, được trang bị đầy đủ phòng thu nhạc và đèn nhấp nháy. Thiết kế độc đáo này cho phép mọi người vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và không giới hạn độ tuổi. Thay vì thực hiện các cuộc gọi, bốt điện thoại ở thị trấn Kingsbridge có chức năng như một hộp đêm. Những người có nhu cầu sử dụng hộp đêm có thể nghe nhạc bằng cách trả một bảng anh để sử dụng hệ thống ghi hình loại đĩa quay số. Tất cả số tiền thu được từ bốt điện thoại sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương. Quý vị vừa theo dõi những thông tin quốc tế được chúng tôi cập nhật trong bản tin Thế giới 360 độ. Trở lại với thông tin ngày mới là những tiêu điểm được các trang báo đề cập ngày hôm nay. Báo Thanh Niên vừa đăng tải bài phỏng vấn đại biểu Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Pháp luật, cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật của Quốc hội liên quan đến dự án luật đặc khu kinh tế. Ông Xuyền cho biết, pháp luật có quy định về tỷ lệ các nhà đầu tư của một quốc gia đầu tư vào đặc khu. Tỷ lệ phụ thuộc vào quy mô dự án.
Quan trọng là không có một dự án tổng thể nào để một nhà đầu tư mua toàn bộ đặc khu đó được, và chúng ta thực hiện quản lý chủ quyền ở đó, chứ không phải nhà đầu tư nào muốn vào làm gì ở đây cũng được. Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều luật khác ràng buộc ở đây nữa, nên người dân cứ yên tâm. Đường sắt nghèo vẫn xài hoang phí, bài viết được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Quản lý hơn 3.050 km đường chính tuyến và đường nhánh với tổng cộng 63 triệu mét vuông đất đai trải dài từ Bắc vào Nam, nhưng ngành đường sắt Việt Nam đang phát triển thụt lùi, toa tàu và hệ thống hạ tầng lạc hậu do chưa được đầu tư đúng mức. Trong khi đó, những dự án đầu tư của ngành đường sắt thời gian qua không những không phát huy hiệu quả mà còn gây lãng phí, tăng gánh nặng giá thành, khiến cho ngành vận tải đường sắt kém cạnh tranh so với hàng không và đường bộ. Trên báo Sài Gòn Giải Phóng có đăng tải thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường bị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ chối khi đề nghị cho đổ 1 triệu mét khối bùn xuống biển. Mặc dù đã bị dư luận cả nước phản ứng gay gắt trước đề xuất đổ cả triệu mét khối bùn thải của chủ đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 tại tỉnh Bình Thuận xuống biển. Nhưng mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn tiếp tục có văn bản xin ý kiến về việc này. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã từ chối đề xuất này vì vị trí nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn có thể bóp chết khu bảo tồn biển Hòn Cao, cách đó chỉ 6 km. Ở lĩnh vực thể thao, báo Vietnamnet vừa đăng tải thông tin, sau nhiều cuộc đàm phán căng thẳng, cuối cùng Đài truyền hình Việt Nam cũng đã đạt được thỏa thuận mua bản quyền phát sóng World Cup 2018. VTV là đơn vị truyền hình duy nhất tại Việt Nam sở hữu toàn bộ 64 trận đấu diễn ra tại Nga. Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp VTV mua được bản quyền truyền hình World Cup trên lãnh thổ Việt Nam. Hai lần trước đó, VTV mua với giá 3,5 triệu đô la Mỹ 2010 và 7 triệu đô la Mỹ 2014. Lần này VTV và đối tác không tiết lộ số tiền, nhưng chắc chắn không rẻ hơn so với 4 năm trước. Người dân chung tay xóa thẻ vàng của EC, tiêu đề bài viết được đăng trên báo Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua, các ngành chức năng trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để ngư dân hiểu các quy định về đánh bắt hải sản trên biển. Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn ngư dân đã tự giác chấp hành tốt các quy định khi khai thác hải sản, chung tay cùng với cơ quan chức năng xóa thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC để hướng tới phát triển ngành thủy sản bền vững. Thưa quý vị, thực hiện đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn, từ cuối năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chứng nhận 17 chuỗi thực phẩm an toàn nhằm giúp cho người tiêu dùng nhận diện lựa chọn thực phẩm sạch, đồng thời giúp các đơn vị sản xuất yên tâm tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng. Bước đầu, các chuỗi thực phẩm an toàn của tỉnh đã được người tiêu dùng đón nhận. Tuy nhiên, đến nay, con số trên mới chỉ dừng lại ở mức một vài hộ kinh doanh cá thể, chứ chưa được phổ biến nhân rộng. Đồng thời, sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có mặt trên thị trường thực phẩm sạch quá ít. Nguyên nhân chính là sản xuất sạch vẫn manh mún, mạnh ai nấy làm, thiếu sự kết nối, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong Gõ Cửa Ngày Mới. Được chứng nhận thuộc chuỗi thực phẩm an toàn của tỉnh cuối tháng 12 năm 2016, đến nay các quầy hàng kinh doanh thịt bò, heo, gà vịt tại chợ Bà Rịa và chợ Long Điền đã tạo được uy tín về thực phẩm an toàn và đắt khách hơn hẳn so với trước. Việc tham gia chuỗi thực phẩm an toàn giúp tiểu thương thay đổi nhận thức về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần cung ứng sản phẩm có chất lượng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các hộ kinh doanh thuộc chuỗi thực phẩm an toàn, do giá thành sản phẩm sạch có cao hơn so với sản phẩm truyền thống cùng loại, trong khi tâm lý người tiêu dùng ở nông thôn chỉ quan trọng giá bán rẻ, nên việc mở rộng chuỗi thực phẩm an toàn ở các chợ nông thôn không thuận lợi. Giờ người ta mua người ta cứ thấy rẻ thôi, người ta đâu có biết. Còn như của lấy của hàng bà Úc, của bà Thu á, thì nó giá nó cao hơn. Bên đây chỉ có mình lấy hàng bà Thu, còn mấy người kia lấy hàng với Long Điền á, thì nó giá nó khác. Thì nhiều khi mà những mà người ta đi chợ tiêu dùng hàng ngày ta quen á, thì thấy người ta có cái nhìn bảng hiệu ta tin tưởng ta mua. Mà nhiều người thì cũng ham rẻ, chỗ nào rẻ người ta mua thôi, chứ cũng mấy mưa lâu lâu đi chợ bữa ta cũng thấy chỗ nào rẻ người ta mua thôi, chứ ta không tin tưởng về cái bảng hiệu mấy. Tại thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, các cửa hàng thực phẩm sạch được chứng nhận thuộc chuỗi thực phẩm an toàn của tỉnh từ cuối năm 2016. Mặc dù đã là địa điểm mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng, nhưng số lượng sản phẩm không nhiều, chỉ cần một vài mặt hàng không đa dạng phong phú như các chợ và khách hàng, chủ yếu là chỗ thân quen. Cái tiếp cận của khách hàng đến vẫn còn hơi thiếu thông tin, thì rất mong là bên Sở Công Thương hoặc cùng với cả bên các cơ quan chức năng của tỉnh thì có thể quảng bá thêm cho các cái cửa hàng để khách hàng biết đến nhiều hơn.
Người tiêu dùng đang có nhu cầu hướng tới tìm mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng, bảo đảm an toàn khi sử dụng. Việc hình thành các chuỗi thực phẩm an toàn giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn, có được thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày. Thiết nghĩ, để các chuỗi thực phẩm an toàn phát triển, các ngành chức năng cần xem xét, hỗ trợ về trang thiết bị, bình ổn giá và tạo điều kiện giới thiệu thêm nhiều nguồn hàng cho các hộ kinh doanh, đồng thời cần nhân rộng mô hình này trong thời gian tới. Thưa quý vị, hiện nay toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 100 cơ sở đăng ký tham gia cung ứng lương thực thực phẩm cho các chuỗi thực phẩm an toàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chứng nhận. Các cơ sở đều đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí gồm điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng theo các chứng nhận Việt Gáp, HACCP ghi nhãn hàng sản phẩm. Tuy nhiên, theo thống kê thì nguồn thực phẩm sạch cung ứng cho thị trường quá ít và như vậy thì tỷ lệ người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn là quá thấp. Thưa quý vị, nhắc đến mùa du lịch hè, nhiều gia đình vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì dịp nghỉ hè thì dễ dàng cho trẻ nhỏ có thể cùng với gia đình đi du lịch đông đủ. Nhưng mà điều khiến mọi người ái ngại đó là giá cả đắt đỏ và điểm đến thì thật là đông đúc. Tuy nhiên, với những điểm đến được chia sẻ ngày hôm nay thì mối lo ấy sẽ không còn nữa. Và tuyệt vời hơn khi những điểm đến này đều là nơi mát mẻ, nhiều cây xanh, có sông hồ sẽ giúp cho du khách dịu bớt cái bức bối nóng nực của thời tiết ngày hè và có thời gian thư giãn nghỉ dưỡng lâu hơn. Khu du lịch cáp treo Hồ Mây là hệ thống cáp treo đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vào mỗi buổi chiều tà, mây kéo xuống lan khắp mặt hồ và đỉnh núi, tạo nên không gian đầy thơ mộng. Đến đây du khách vừa có thể nghỉ dưỡng, thả mình với thiên nhiên mà không lo buồn chán, vì ở đây có nhiều trò chơi giải trí như ngắm cảnh bằng xe điện, cưỡi ngựa, đạp vịt, cùng các trò chơi cảm giác mạnh như thuyền cướp biển, bạch tuộc, đua xe F1, đu dây mạo hiểm, leo núi, chơi máng trượt. Khu du lịch Hồ Mây còn có các công trình lịch sử như lô cốt thời Pháp, đài radar, hang đá Pelem, cùng các công trình văn hóa như khu đền thờ với tượng Phật Di Lặc cao 30m, La Hán đường với 18 vị La Hán, Phật Tích Động thờ 32 vị Tổ Thiền Tông được xếp hạng kỷ lục Guinness tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với giá vé khoảng 400.000 đồng cho người lớn và 200.000 đồng cho trẻ em, du khách sẽ được đi cáp treo, tham quan và trải nghiệm các trò chơi thỏa thích. Năm nay chúng tôi sẽ nhập về rất là nhiều các loại trò chơi. Tuy nhiên là không thể cùng một lúc kể ra hết được, nhưng mà có những cái mà có thể là lần đầu tiên tại Việt Nam chúng ta mới đưa vào. Thí dụ như là cái trò Ultimate Slide, là cái trò chơi công nghệ của Ý từ châu Âu, cho chúng ta những cảm giác bay bổng với một công nghệ rất là an toàn. Một điểm dã ngoại thú vị nữa nằm ngay trong thành phố Vũng Tàu là Cù Lao Bãi Ngựa. Xuất phát từ bến du thuyền Vũng Tàu Marina chạy về hướng Sao Mai Bến Đá, chỉ mất chừng 7 phút ngồi cano, du khách đã đặt chân lên Cù Lao Bãi Ngựa nằm bên bờ sông Dinh, đối diện cảng dầu khí, nơi có nhiều tàu thuyền qua lại. Xung quanh Cù Lao được che chắn bởi các loại cây sú, vẹt, đước lâu năm, tán rộng đan vào nhau như bức tường ngăn sóng từ phía ngoài. Bên trong, một bờ bao bằng đất dài khoảng 500m, ngăn cách nước biển và hệ thống vụn tự nhiên, đồng thời cũng là đường đi bộ. Nhờ bờ bao này, mực nước trong vụn luôn được giữ ổn định. Địa hình bên trong vụn chia cắt thành nhiều lạch nhỏ. Ngồi xuồng len lỏi giữa rừng đước, sú, vẹt cả trăm năm tuổi, càng cảm nhận được cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Cù Lao Bãi Ngựa vì thế rất phù hợp cho phát triển du lịch sinh thái. Thời điểm tốt nhất để khám phá Cù Lao Bãi Ngựa chính là khi thủy triều lên. Lúc này du khách dễ dàng chèo thuyền kayak vào sâu trong cánh rừng sú vẹt và cảm nhận trọn vẹn thiên nhiên còn khá nguyên sơ nơi đây. Tôi nghĩ ở đây rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời thú vị. Thiên nhiên ở đây rất đẹp với cây xanh và nhiều loài chim. Mọi thứ đều gần gũi với thiên nhiên. Tôi nghĩ đây quả thật là địa điểm đáng để tham quan và đầu tư. Không rộng lớn như khu du lịch Hồ Mây hay hoang sơ như Cù Lao Bãi Ngựa, nhưng khu du lịch sinh thái Ngọc Sương là một trong những địa điểm du lịch sinh thái Vũng Tàu ấn tượng, được coi như chốn bình yên nơi phố biển. Cách trung tâm thị trấn Long Hải, huyện Long Điền chừng 2 km, nằm dưới chân Hòn Dung thuộc núi Minh Đạm hùng vĩ. Khu du lịch sinh thái Ngọc Sương thơ mộng với những bãi cỏ xanh rì, vườn trúc lao xao trong gió, những cây cầu cong cong vắt qua mặt kênh xanh yên ả, mang đậm nét đồng quê.
du khách đến nơi này không phải ấn tượng bởi quy mô rộng lớn, mà bị thu hút bởi một khoảng trời xanh thiên nhiên tưởng chừng như ở vùng biển Long Hải khó có thể có. Lang thang trong khuôn viên rộng một ngày ở thiên đường xanh Ngọc Sương, du khách cũng có thể thưởng ngoạn trọn vẹn bức tranh hữu tình của một Đà Lạt thu nhỏ với đồi thông xào xạc, ngôi nhà nhỏ với cối xay gió, những hàng rào gỗ thấp màu trắng và những con dốc quanh co. Du khách cũng có thể nghỉ đêm tại nhà nghỉ của Ngọc Sương, những ngôi nhà nhỏ nhắn, giản dị, hoặc trải nghiệm cắm trại ngủ lều bên đồi thông xanh mát. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Ngọc Sương mở cửa miễn phí đón khách tham quan. Khi đến đây, chúng tôi được hưởng cảm giác thư thái và không gian khoáng đạt, còn có tiệc nướng ngoài trời. Học sinh của tôi thích nơi này hơn những nơi khác, nên mỗi kỳ nghỉ tôi lại dẫn họ đến đây. Bé nhà tôi thì rất thích ở đây vì là các cháu rất là thích học cách kia là câu cá, rồi chạy nhảy vui chơi rất là thoải mái. Thưa quý vị, nếu gia đình quý vị có thói quen đi du lịch cùng nhau hàng năm thì xin chúc mừng vì quý vị đã thiết lập được một thói quen rất là ý nghĩa. Nhưng mà nếu đã lâu rồi gia đình không có chuyến du lịch nào cùng nhau thì đừng bỏ lỡ dịp quý báu này để gắn kết tình cảm gia đình quý vị nhé. Hy vọng với những gợi ý và những điểm đến nêu trên thì quý vị sẽ nhanh chóng có một chuyến du lịch hè ý nghĩa dành cho cả gia đình của mình nhé. Thưa quý vị, thời gian gần đây giá nhiều mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh diễn biến thất thường. Và để giúp cho quý vị nắm rõ thông tin, phóng viên Thời sự đã cập nhật một số thông tin về giá nông nghiệp ở địa phương trong tỉnh. Mời quý vị đón theo dõi. Trước tiên sẽ là giá của hạt điều. Thưa quý vị, thời điểm này bà con nông dân tại các địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang bước vào thu hoạch hạt điều cuối vụ. Do mưa nhiều nên trái không đẹp, chất lượng hạt giảm xuống so với đầu vụ, nên giá hạt điều được thương lái thu mua 20.000 đồng một ký, giảm một nửa so với đầu vụ. Theo bà con nông dân, vụ điều năm nay khi bước vào thời điểm xử lý ra bông đậu trái, các vườn điều liên tiếp gặp cơn mưa trái mùa. Mặc dù áp dụng các biện pháp phun xịt, những cơn mưa đã làm cho trái điều nhỏ, hạt bị teo kết hợp một số dịch bệnh đi kèm như bệnh thán thư, bọ xít mũi, bọ trĩ, dẫn đến năng suất đạt thấp khoảng 1,1 tấn một hecta. Với giá điều cuối vụ giảm mạnh khoảng 20.000 đồng một kg, nông dân chỉ huề vốn chứ không có lãi. Năm nay, nhiều vườn trái cây trên địa bàn tỉnh thu hoạch trễ hơn mọi năm khoảng nửa tháng. Chính vì vậy, giá cả các mặt hàng trái cây được bán ra thị trường cũng giảm do nhiều tỉnh thành đã thu hoạch rộ trước đó. Hiện giá măng cụt bán tại vườn chỉ đạt từ 35 đến 40.000 đồng một kg, giảm 10 đến 15.000 đồng một kg so với năm ngoái. Riêng mặt hàng sầu riêng do ảnh hưởng của thời tiết, năng suất giảm nên giá vẫn cao từ 45 đến 60.000 đồng một kg. Dự báo giá các mặt hàng cây ăn quả thời gian tới tiếp tục giảm do các tỉnh thành trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu bước vào vụ thu hoạch rộ. Thị trường ngày mới sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị thông tin sôi động thị trường TV đón xem World Cup 2018. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến World Cup 2018, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 tại Nga. Do đó, nhiều gia đình đã mạnh tay mua TV có kích thước lớn, độ sắc nét cao và nhiều tính năng để thưởng thức những trận cầu hấp dẫn. Và nắm bắt nhu cầu này thì nhà sản xuất TV, cửa hàng kinh doanh điện máy trên địa bàn tỉnh đã tung ra rất là nhiều dòng sản phẩm mới và chương trình khuyến mãi để kích cầu. Ghi nhận trên thị trường cho thấy thì sức mua TV đã tăng khoảng 30%. Gần một tháng trở lại đây, nhu cầu mua TV để xem World Cup 2018 của người dân tăng cao. Nắm bắt nhu cầu này, các nhà sản xuất TV đã tung ra nhiều dòng sản phẩm có kích thước lớn, độ sắc nét cao, âm thanh trung thực, đi kèm với nhiều tiện ích khác. Song song đó, các siêu thị điện máy giảm giá bán từ 20 đến 40% một sản phẩm, đồng thời tổ chức nhiều chương trình rút thăm trúng thưởng để hút khách. Khảo sát tại một số siêu thị kinh doanh điện máy trên địa bàn tỉnh, sức mua TV tăng từ 25 đến 30% so với những tháng trước. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9 tháng 6. Hiện nay các hình thái thời tiết gây mưa như rãnh áp thấp và trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên mưa rào và dông cũng giảm, chỉ còn mưa rải rác ở một vài nơi. Tuy nhiên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét vẫn có khả năng xảy ra trong cơn dông. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt tăng cao nhưng do có mưa nên thời tiết không quá oi bức. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ.
Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 87%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 87%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu, ngày 9 tháng 6 năm 2018, mực nước cao nhất 375cm xuất hiện lúc 10 giờ 40 phút, thấp nhất 180cm xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.